Xung quanh hình ảnh tân sinh viên nhập học bằng siêu xe khiến dân mạng trầm trồ, đúng là sinh ra đã ở vạch đích. Mới đây trên fanpage của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hiltech đã chia sẻ những hình ảnh siêu xe McLaren xuất hiện tại sân trường. Chủ nhân của chiếc xe được cho là tân sinh viên năm nhất đang đến trường để làm thủ tục nhập học. Được biết siêu xe McLaren được rất nhiều tay đua chuyên nghiệp yêu thích và mức giá của nó hoàn toàn không hề rẻ. Cụ thể tại thị trường quê nhà ở Anh, loại xe này có giá vào khoảng 208.600 bảng, tương đương 5,5 tỷ đồng. Về Việt Nam, một chiếc xe McLaren sẽ có giá lăn bánh là từ khoảng 19 đến 23 tỷ đồng tùy thời điểm. Hiện vẫn chưa rõ danh tính chủ nhân của chiếc McLaren vàng tại Hiltech. Tuy nhiên, sự xuất hiện của siêu xe này đã gây sự chú ý không hề nhỏ của dân tình. Nếu thực sự là xe của một tân sinh viên, thì người này chắc chắn sẽ là một trong những nhân vật được quan tâm nhất tại Hiltech năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên vì sinh viên Việt Nam đi xe xịn đến trường được ghi nhận. Trước đó cũng tại Hiltech, dân tình cũng từng bất ngờ khi thấy siêu xe Ferrari đổ trong sân vào ngày tân sinh viên nhập học. Hay tại buổi đăng ký xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, hình ảnh siêu xe McLaren đang danh cánh được cho là của sinh viên làm ai nấy đều ngưỡng mộ. Hay tại các ngôi trường vốn nổi tiếng là dành cho Rikic như VinUni hay là Remix, việc sinh viên đi xe xịn đến trường đã không còn là hình ảnh quá xa lạ. Thậm chí trên một fanpage của trường Remix, một tài khoản giấu tên còn cho biết khi đứng cả ngày trước cổng cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đếm được sương sương gần 10 chiếc Audi A8 ra vào trường, giá khoảng 6 tỷ đồng trở lên. Hay một anh chàng còn từng khiến mạng xã hội ngỡ ngàng khi hỏi chỗ đậu xe tại Remix vì sợ chiếc Rolls Royce của mình hơi dài. Trước sự thay đổi về chất lượng cuộc sống của giới sinh viên hiện nay, nhiều người đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Có bình luận còn bày tỏ mong muốn chỉ cần nhìn thấy những siêu xe này tại trường mình học thì sẽ sẵn sàng mặc giày, xin chụp ké một tấm để check-in thật sang chảnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.